Cái gì à? Con. Ủa sao bé em đây con? Hả? Cái gì á? Bà ta. Gì á? Gì bé em đây con? Hử? Bà ta. Sao vậy? Hử? Tay làm sao ấy? Hả? Ui em nè. Vậy sao em khi anh à? Hả ca? Em bước tay này không bước tay này nhá. Không. Nha, thương anh nhá. Đi đâu á ca? Hả con? Để lấy sửa cho em hả? Em thấy không? Để lấy sửa cho em thấy không? Ừ. Để sửa cho em thấy không? Cho con mẹ coi sửa đâu nào. Ừ. Có sửa đâu? Để mẹ pha sửa nhá. Nha. Cho. Cái gì? Ô. Để mẹ pha sửa cho nhá. Cho em nhá. Rồi. Rồi đưa đây. Đưa mẹ. Mẹ cầm để lấy sửa cho em nhá. À,
không? Em đói bụng quá, đây không có đói muốn uống sữa phải không? Để đi pha sữa nhá. Để mẹ đi pha sữa. Đi pha sữa cho em nào. Cha nào. Đi. Đang ngồi xuống đứng đây đi đi. Con đi bộ đi. Nha, mẹ pha sữa nha. Nha. Nào. Ngồi đây nha. Ngồi đây nha. Ta ngồi đây cho em nhé. Mẹ pha sữa cho hai đứa uống nhá. Ngồi đây. Đây. Ừ. Ừ. Em uống nước sữa phải không? Hả? Em muốn uống sữa phải không? Rồi để mẹ sẵn rồi nha. Mẹ đi ra cho hai đứa nha. Chờ mẹ lên ghế luôn. Đó, sửa cho em nhỉ? Ta uống đi con. Uống đi kìa. Uống hết đi. Em biết đi rồi. Em biết đó, đem mà đi. Nhấc lên mà nha. Con ca uống gần hết rồi kìa. Kìa rơi kìa. Này còn ít nữa uống hết đi con. Nhá. Này. Con vừa uống hết đi. Em uống hết rồi này. Đi. Không uống nào. Ừ, này. Này còn đây này này. Không uống là thôi. Không uống là thôi nha. No rồi à? Em để xem nào. Ôi cái bụng. Ôi cái bụng nó. Ôi. Còn em nha. Ta đi lên phòng chơi đi. Dạ. Thế thì nó nè. Uống nữa nè. Uống nữa.
gì đây?